Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là lỗ mũi thông hơi dành cho bình xăng sử dụng trên tàu cano hoặc là những ứng dụng mà có cái bồn dầu, bồn chứa chất lỏng ha. Thì cái tác dụng của bồn này là dùng để thông hơi thôi. Thì khi mà áp suất trong bồn xăng, bồn dầu nó thay đổi á, thì không khí nó sẽ đi qua ở đây và nó thông hơi qua cái lưới chống bụi như thế này, chống bụi trong nước. Thì mình sử dụng thì mình quay cái đầu xuống dưới ha. Thì nước mưa nó sẽ không thể nào nó lọt vô bên trong được. Thì ngoài ra ở đây có cái lưới này chống côn trùng, chống muỗi, chống cát bụi các thứ ha. Thì chất liệu là bằng inox 316, mài bóng rất là đẹp, có thể soi gương được luôn như thế này đó. Thì cái này là sử dụng là trên tàu thuyền cho các thiết bị, các bồn bể chứa ha. Kích thước của nó là M16, inox 304, inox 316 luôn. Thì mọi người có nhu cầu thì cứ đặt mua link bên dưới, giá khá là tốt, hoặc là có thể liên hệ số điện thoại mô tả luôn ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ha.